Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh sữa chua. Để làm cái món này thì đây mình chuẩn bị 6 cái bánh mì sandwich. Và đây là sữa chua. Sữa chua một hộp như thế này là 100g và mình sẽ dùng 2 hộp là 200g nhé. Và sữa đặc thì mình sẽ dùng 3 muỗng canh và 1 muỗng canh bột bắp. Và maizune thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh. Rồi, nguyên liệu của mình thì rất là đơn giản và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào nồi 2 hộp sữa chua. Tiếp theo là mình sẽ cho vào 3 muỗng canh sữa đặc. Mình cho vào 1 muỗng canh maizune. Mình sẽ khuấy đều lên, các bạn dùng cái đồ đánh trứng để mình khuấy nha. Còn bột bắp thì mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh nước. Và mình khuấy cho cái phần bột bắp này tan đều ra. Và ngoài bột bắp thì các bạn cũng có thể thay thế bằng bột năng cũng được, để mình tạo cái độ sệt cho phần sữa chua đó. Khuấy cho nó thật là đều ra. Rồi sau đó mình sẽ bắt cái nồi sữa chua này lên bếp. Mình đã bắt cái nồi sữa chua lên bếp rồi. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này, để cho cái hỗn hợp của mình nó không có bị khét dưới đáy nồi. Và mình sẽ lệ lửa nhỏ thôi. Nấu cho cái phần sữa chua của mình nó sôi lên thì mình sẽ cho bột bắp vào. Sữa chua đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ cho bột bắp vào. Và trước khi cho vào, các bạn nhớ khuấy đều lên rồi mình hẳn đổ vào nhé. Mình vừa đổ, mình vừa khuấy đều như thế này. Nấu cho cái hỗn hợp của mình nó sệt lại thì mình sẽ tắt bếp. Và lúc này thì các bạn thấy hỗn hợp của mình nó bắt đầu nó sệt lại rồi nè. Rồi giờ mình tắt bếp luôn và tiếp tục khuấy đều trên bếp. Khuấy đều cho hỗn hợp này nó hơi nguội nguội rồi sau đó mình sẽ cho ra ngoài một cái túi bắt kem. Các bạn có thể cho vào trong một cái bịch ni lông cũng được. Bây giờ thì mình sẽ đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho cái phần kem sữa chua của mình nó sẽ đặc lại, với lại nó sẽ lạnh lên, khi ăn thì nó sẽ ngon hơn đó. Mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút. Mình dùng bọc thực phẩm bọc cái thớt lại, sau đó mình sẽ để cái miếng bánh mì lên. Mình cán cho nó nhẹp ra. Mình sẽ dùng cái ly để mình cán nè. Các bạn có thể dùng cái ly hoặc là một cái chai mặt phẳng để mình cán. Cán cho nó nhẹp lép luôn. Mình sẽ cắt cái bánh này ra làm hai. Cắt bỏ đi những cái phần viền ở bên ngoài. Cái phần viền màu vàng vàng á. Rồi tương tự thì mình sẽ làm với những cái bánh còn lại cho đến khi nào hết. Rồi ở đây mình chia được 6 cái bánh này nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dán bánh lại. Mình lấy một ít sữa tươi và mình quét lên cái viền như thế này. Một lớp mỏng thôi. Rồi cái viền bên đây và bên đây nữa. Còn cái viền này thì mình không có dán nha. Rồi lấy cái bánh mình để lên. Để cho nó ngay nha. Sau đó mình sẽ dùng cái nĩa để mình ép cho nó dính lại. Rồi đầu bên đây mình cũng ép như vậy luôn. Mình sẽ lật qua cái bề bên đây. Tiếp tục ấn vô. Các bạn ấn vừa thôi, đừng có nhấn mạnh quá. Mình chừa cái đường này để một hơi, mình cho cái phần nhân vô á. Rồi tương tự thì mình sẽ làm với những cái bánh còn lại cho đến khi nào hết. Cái phần kem sữa chua mình vừa lấy ra nè. Mình cắt một góc nhỏ ngay cái túi bắt kem. À, bây giờ mình sẽ bơm cái phần kem sữa chua này vào trong cái bánh. Đây, mình há cái miệng nó đây như thế này và bóp kem vô thôi. Rồi sau đó mình sẽ dán cái miệng lại. Bạn nào thích ăn phần kem nhiều thì các bạn bóp nhiều vô. Rồi, mình cho như thế này là vừa rồi. Mình bóp bóp lại cho nó dính lại như thế này. Rồi mình hẳn dùng cái nĩa mình ép xuống. Các bạn nên làm nhanh tay lên nha, để thôi cái phần nhân nó chảy ra. Rồi như vậy là mình đã làm xong rồi. Tương tự thì mình sẽ làm với những cái bánh còn lại. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái món bánh sữa chua rồi. Bây giờ để mình bẻ thử một cái cho các bạn cùng xem bên trong nó như thế nào nha.
Và bánh ở bên ngoài thì nó mềm và dai nè. Wow, các bạn nhìn nè, cái lớp sữa chua bên trong nè, vừa mềm vừa mịn nè. Wow. Rất là mịn luôn á. Rồi để mình ăn thử cái này nha. Cái lớp bánh bên ngoài thì nó vừa mềm nè, vừa thơm nè. Còn cái phần nhân sữa chua đó các bạn rất là béo luôn. Và vị ngọt rất là vừa ăn. Và lúc mà các bạn khuấy cái phần nhân ở trên bếp á, các bạn có thể nếm thử cái độ ngọt. Nếu mà mình thấy chưa ngọt các bạn có thể cho vô thêm sữa đặc nè. Nhưng mà mình thì mình thấy cái độ ngọt như thế này là vừa rồi, đừng có ngọt quá nhé. Và cái phần kem sữa chua bên trong á, khi mà mình ăn thì mình thấy nó lạnh lạnh nè. Rất là ngon luôn. Và cái món này thì mình thấy đang rất là nổi luôn á các bạn. Bánh này thì đa phần thì người ta làm, người ta đóng gói sẵn á. Chứ mà cách làm thì cũng rất là ít. Và cái phần nhân kem sữa chua còn này các bạn. Với cái lượng kem sữa chua như thế này thì các bạn có thể làm được rất là nhiều cái bánh luôn á. Ăn rất là ngon luôn. Các bạn có thể dùng thêm bánh rồi mình cho cái phần nhân này vào. Và cái phần nhân kem sữa chua này á, mình ăn không hết á các bạn. Mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra rồi mình kẹp vào trong cái bánh như thế này. Rồi giờ mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh thôi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thêm một cái nữa. Ăn một cái không có đã đâu các bạn ơi, mình chắc là mình ăn phải ăn hết luôn á. Wow, khi mà xé ra mình nhìn cái phần nhân ở bên trong nè, rất là mịn và rất là đã luôn á, rất là láng luôn. Wow. Bạn nào mà đã từng ăn cái bánh này rồi nhưng mà mình không có biết cách làm á, thì sau khi mà các bạn xem video của mình xong á thì các bạn hãy làm thử đi nha. Mình làm ở nhà nè, vừa rẻ vừa ngon nè, lại hợp khẩu vị ăn của mình nữa. Và cái vị của sữa chua đó các bạn, nó chua nhẹ nhẹ thôi à, chứ không có chua lè. Và mình lưu ý với các bạn một điều là các bạn nên dùng cái loại mayonnaise mà vị dịu ngọt đó nha. Tại vì mayonnaise thì nó có nhiều vị lắm, nhiều loại lắm á các bạn. Mình dùng cái loại dịu ngọt để mình làm cái món bánh này nè, nó mới hợp. À, những bạn nào mà thích ăn cái bánh béo béo á, đảm bảo là các bạn sẽ thích ngay cái bánh này đây. Tại vì mình ăn ở bên trong á, vị nó rất là béo luôn và nó hơi chua chua, ngọt ngọt nè, không hề ngán một chút nào luôn á. Các bạn có thể làm cái bánh này để mình ăn nè, rồi mình có thể uống với một ly trà đào hoặc là trà sữa cũng rất là ngon đó. Và đây cũng là một món ăn vặt nữa nè. Mình thích nhất là bẻ cái bánh ra đó. Đây, mình xé ra như thế này là nhìn ở bên trong cái nhân á, rất là thích luôn. Vừa mềm vừa mịn nè. Cái bánh mì sandwich này nè, nếu mà các bạn không mua bên ngoài, các bạn có thể làm ở nhà cũng được. Và mình cũng có làm một cái video hướng dẫn làm bánh mì sandwich rồi đó. Các bạn có thể vào kênh mình xem nha. Các bạn có thấy cái món bánh sữa chua của mình có đơn giản và là dễ làm không nè? Nguyên liệu thì rất là dễ tìm nữa. Mayonnaise thì các bạn có thể tìm mua ở ngoài những tiệm tạp hóa nè, hoặc là vô siêu thị mua. À, các bạn ơi, video làm món bánh sữa chua của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nhé. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!